Sáu món ăn bày trên bàn thờ hút lộc may mắn, đánh bay bệnh tật, sống lâu 120 tuổi. Quý cô bác thân mến, những ngày cuối năm Quý Mão đã đến. Đây là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ, các thế hệ sum vầy ấm áp và nhìn lại một năm vượt qua bao khó khăn, thử thách và cùng nhau thưởng thức rất nhiều món ăn hấp dẫn để chia tay năm cũ. Lúc này, mỗi món ăn không chỉ để thưởng thức, ngon miệng, bổ dưỡng mà còn mang lại ý nghĩa xóa bớt xui xẻo, dọn đường cho may mắn của năm mới. Không chỉ vậy, theo phong tục tập quán bao đời nay của người dân Việt Nam ta, việc thắp hương tuần rằm mùng 1 là truyền thống thể hiện lòng thành kính của con cháu còn sống với tổ tiên đã khuất của nhiều gia đình. Vì vậy, việc cúng lễ món gì vừa đem lại may mắn, vừa tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thì mời cô bác hãy cùng Tinh Hoa Cuộc Sống theo dõi ngay sau đây. Chuyên gia tiết lộ 6 món ăn bày trên bàn thờ hút lộc may mắn, đánh bay bệnh tật, sống lâu 120 tuổi. Món ăn hút vận may tài lộc sức khỏe đầu tiên chính là bánh chưng. Quý vị thân mến, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bánh chưng trong tâm thức người Việt là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là món ăn đặc trưng dân tộc. Trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình đều không thể thiếu những chiếc bánh chưng. Những chiếc bánh chưng vuông vắn thể hiện sự quy tụ của trời, đất và thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên. Ở miền Trung và miền Nam nước ta, bên cạnh bánh chưng, người dân còn gói bánh tét với nguyên liệu tương tự bánh chưng nhưng có hình trụ. Bánh chưng còn có ý nghĩa lớn về mặt dinh dưỡng. Nhiều bạn nữ sợ ăn bánh chưng vì béo, nhưng đây chính là món bánh cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể nếu ăn vừa đủ. Với các nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng như gạo nếp, đậu xanh và thịt heo, bánh chưng cung cấp cho cô bác rất nhiều vitamin và khoáng chất. Gạo nếp trong bánh chưng có vị ngọt, tính ấm, mềm dẻo, mùi thơm, có tác dụng ích thận khí, bổ gan, làm cho gan mật lưu thông, tỳ vị mạnh lên để nuôi dưỡng toàn thân và làm mạnh gân cốt. Đậu xanh trong nhân bánh có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ tỳ vị, tim, gan, giải được các độc chất trong thức ăn, còn có vị thanh giúp cân bằng với độ béo của thịt và đồ nếp. Thịt heo có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ thận tráng dương. Phần thịt mỡ có tác dụng hấp thu và đào thải rượu. Bên cạnh đó, hạt tiêu vị cay, tính đại ôn, có tác dụng làm ấm tỳ vị, kích thích tiêu hóa, giáng khí, trừ đờm, trị chứng đau bụng do hàn tích, ăn vào không tiêu hóa. Tất cả được gói trong lá dong màu xanh, tạo nên một thứ bánh ngon, tròn vị mà dù ai xa quê cũng mong được về nhà để quây quần bên nồi bánh chưng đang nấu, cùng chuyện trò mỗi dịp cúng lễ và đón năm mới. Tuy đây là món ăn đem lại may mắn và cải thiện sức khỏe, nhưng cũng cần ăn đúng cách mới đem lại hiệu quả cao. Những người không nên hoặc hạn chế ăn bánh chưng gồm người bị viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích hay trào ngược dạ dày thực quản, người có nguy cơ hoặc hiện đang thừa cân béo phì, bệnh thận, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, người bị mụn nhọt. Món ăn hút vận may đặt lên bàn thờ thứ hai chính là thịt kho tàu. Thưa quý vị, nếu mâm cỗ ngày lễ, ngày Tết ở miền Bắc có thịt đông, thì ở miền Nam lại đặc trưng là thịt kho trứng hay thịt kho tàu, với ý nghĩa thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui. Thịt heo thường là thịt ba chỉ, ba dọi hoặc các phần thịt có cả nạc lẫn mỡ. Thịt được thái thành các miếng vuông to, trong khi hột vịt to tròn vành vạnh mang ý nghĩa vuông tròn đều đặn, mọi sự bình an. Miếng thịt kho mềm dục có màu trắng trong của lớp mỡ và đỏ au của thịt nạc, màu nâu nhạt của lớp bì heo hầm nhừ, màu nước đường vàng ươm, sóng sánh. Hột vịt luộc chín mềm, lòng đỏ béo mịn,
kèm theo đó vị ngọt thanh của nước rửa xiêm, vị mặn đậm đà của nước mắm ngon, cay the the của những lát ớt đỏ. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị khó quên trong khoang miệng của người thưởng thức. Thịt kho tàu giàu dinh dưỡng lại đậm đà dễ ăn. Người già hay trẻ nhỏ, khách xa hay gần đều ăn được. Tuy nhiên, việc nấu quá nhiều thịt kho tàu sau đó đun đi đun lại nhiều lần khiến cho chất béo trong thịt dưới tác động của nhiệt độ cao bị chuyển hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thịt kho tàu cũng là món ăn giàu năng lượng nên những người thừa cân, béo phì, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp rồi loạn mỡ máu thì không nên ăn quá nhiều thịt kho tàu. Khuyến cáo những người này nên chọn những miếng thịt nạc, không nên ăn nước thịt kho và chỉ nên ăn tối đa 3-4 quả trứng trên một tuần. Món ăn hút vận may đặt lên bàn thờ thứ ba chính là xôi gấc. Cô bác ạ, màu đỏ luôn là một trong những màu sắc được người Việt sử dụng trong các dịp quan trọng như cưới hỏi, khai trương, lễ Tết. Vì vậy, các món ăn có màu sắc này cũng rất được khuyến khích dùng trong ngày mùng 1 đầu tháng. Trong đó, món xôi gấc được xem là lựa chọn tuyệt vời nhất theo nghiên cứu của các nhà khoa học. Một số chất trong gấc như lycopene trong cà chua có khả năng phòng chống ung thư, hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Gấc cũng chứa nhiều chất khác như vitamin E, carotin làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Trong dầu gấc cũng có hàm lượng beta-carotin cao là tiền sinh tố của vitamin tốt cho mắt. Nếu cô bác làm việc lâu trước máy tính mỏi mắt nên bổ sung dầu gấc thường xuyên để có một thị lực tốt hơn. Trái gấc mọng đỏ tươi, thân leo mảnh mai nhưng lại ẩn chứa một lượng lớn các chất dinh dưỡng đáng khâm phục trong dầu gấc. Màu đỏ sánh ngọt béo chứa rất nhiều vitamin. Trong đó, hàm lượng lopin, beta-carotene, alpha, tocopherol cao, gấp 6 lần cà chua trong lớp màng đỏ bao quanh hạt gấc. Cũng chứa nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa, chống lão hóa tế bào. Các chất thiên nhiên này giúp da sáng mịn, chống sạm da, khô da, dưỡng tóc. Cách làm xôi gấc rất đơn giản với những thành phần gạo nếp, lượng gấc tươi, một ít nước cốt dừa, cơm dừa nạo sẵn và đường trắng. Khi được trộn nấu cùng với nước cốt dừa sẽ rất thơm và ngậy, cùng với sự ngậy bùi của cơm dừa tươi. Đảm bảo khi nấu xong, cô bác sẽ có được món xôi gấc cực ngon. Nếu cô bác không có dụng cụ đổ xôi gấc, có thể sử dụng nồi cơm điện để đảm bảo chất lượng. Cách nấu xôi gấc rất ngon. Bước 1 là ngâm gạo nếp chuẩn bị. Bước 2 là chế biến gấc nấu xôi. Bước 3 là đổ xôi gấc bằng nồi cơm điện. Bước 4 là đánh đều đường và nước cốt dừa vào xôi. Và cuối cùng là xôi gấc đã chín. Chúc gia đình mình gặp nhiều may mắn và thịnh vượng và hưởng những lợi ích tuyệt vời mà xôi gấc mang lại cho sức khỏe. Món ăn hút vận may đặt lên bàn thờ thứ tư chính là gà luộc. Cô bác thân mến, gà luộc vàng ươm cũng là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày Tết, ngày lễ rằm mùng 1 của gia đình Việt với mong muốn mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc đong đầy. Vì thế, không biết từ khi nào món gà luộc được chọn làm món ăn khởi đầu cho năm mới nhiều may mắn. Theo đông y, thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng, lành mạnh phổi, còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí huyết và thận. Không đơn thuần là món ngon ngày Tết dễ làm, món gà luộc còn là nguồn bổ sung các dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm chất lượng cao, cơ thể con người dễ hấp thu và tiêu hóa, là món ăn bồi dưỡng sức khỏe tuyệt vời. Tuy nhiên, để tốt cho sức khỏe và tăng cường may mắn, cô bác không nên dùng thịt gà chung với kinh giới, gây đầy bụng, khó tiêu. Người huyết áp cao hạn chế ăn da gà và lòng trắng trứng. Người bị thủy đậu, sỏi thận nên kiêng thịt gà.
Món ăn hút vận may đặt lên ban thờ thứ năm chính là ngô hay bắp luộc. Thưa quý vị, người Việt Nam ta có câu chắc như bắp thường được áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống với mong muốn khẳng định chắc chắn sự vật hiện tượng trong tương lai sẽ đạt được thành quả. Do đó, trong những năm gần đây, mâm ngũ quả ngày Tết, ngày lễ đã được bổ sung trái bắp hoặc trưng một cặp chậu bắp trước nhà hoặc ăn bắp luộc vào ngày đầu năm với mong muốn bước sang năm mới, tháng mới, gia đình sẽ no đủ, tràn đầy, làm việc gì cũng thành công mỹ mãn và chắc ăn như bắp. Bắp là nguồn giàu vitamin B, C, khoáng chất, chất xơ, carbon hydrate, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như kích thích tiêu hóa, chống thiếu máu, cung cấp năng lượng, bảo vệ tim mạch. Hai loại chất chống oxy hóa là zeaxanthin và lutein có nhiều trong bắp, tốt cho sức khỏe mắt và làn da. Bắp ăn ngon, no lâu, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Ăn lượng lớn gây đầy bụng, khó tiêu. Quá nhiều đường từ bắp cũng dễ gây ra tình trạng sâu răng, tăng đường huyết với người mắc bệnh tiểu đường. Khi ăn quá nhiều bắp sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh. Ngoài ra, tiêu thụ nhiều bắp còn làm dễ bị bệnh nứt da, dị ứng. Khẩu phần bắp của một người trưởng thành là 100g hạt bắp một ngày, tương đương 1/2 chén hay một trái bắp có kích cỡ trung bình. Không nên ăn quá nhiều cô bác nhé. Món ăn hút vận may đặt lên ban thờ cuối cùng chính là canh khổ qua hay mướp đắng. Cô bác thân mến, các chuyên gia cho biết canh khổ qua là món ăn không chỉ bổ dưỡng cực tốt cho sức khỏe mà còn đem lại nhiều may mắn tài lộc cho người ăn. Đúng như tên gọi của nó, món canh khổ qua có ý nghĩa hy vọng rằng những điều khó khăn vất vả của năm cũ sẽ qua đi để trong năm mới sẽ gặp lại nhiều điều may mắn thuận lợi hơn. Món canh này tương đối dễ nấu mà lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, là món canh giải nhiệt, mát và bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt giải độc vô cùng hiệu quả trong những ngày nắng nóng, ăn uống nhiều dầu mỡ như ngày Tết. Khổ qua không chỉ giúp làm thanh mát cơ thể và bổ sung chất xơ mà còn giúp làm đẹp da, giảm mỡ máu, hạ huyết áp, hạ đường huyết. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ khuyến cáo không nên ăn quá nhiều khổ qua, có thể bị đầy bụng, ăn uống khó tiêu, tiêu lỏng. Không nên sử dụng cho những trường hợp có biểu hiện hạ đường huyết vì khổ qua có đặc tính hạ đường huyết. Phụ nữ có thai không nên sử dụng khổ qua vì có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết dẫn tới sảy thai hoặc sinh non. Quý vị thân mến, trên đây là 6 món ăn thu hút may mắn tài lộc và sức khỏe. Tuy nhiên, không phải cứ mâm cao cỗ đầy đặt lên ban thờ là tốt nhất. Có 3 món cấm kỵ không được đặt lên thờ vì rước xui xẻo bệnh tật về nhà, hại cả nhà có ngày thọ non. Trong đó, có một món hầu như gia đình nào cũng đang mắc phải mà bày lên ban thờ. Vậy cụ thể muốn biết 5 món ăn cấm kỵ đó là gì? Hãy cùng Tinh Hoa Cuộc Sống vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Món ăn cấm kỵ bày lên ban thờ đầu tiên chính là món thịt vịt. Nhắc đến thịt vịt thì cô bác nghĩ ngay đến món vịt gì nhỉ? Vịt luộc, vịt quay hay vịt nướng? Mặc dù vịt có thể được chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn như luộc, nướng, hấp, quay, rang, xào, om. Chính vì thế, nó được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, dù thích đến mấy, cô bác cũng không nên cúng vịt. Bởi theo dân gian, đây là biểu tượng cho sự đen đủi trong những ngày đầu năm mới. Thường đầu năm hoặc đầu tháng, mọi người hay kiêng sử dụng món ăn này trong bữa ăn của gia đình. Người ta lại hay ăn thịt vịt để giải đen. Ở một số nơi còn cho rằng thịt vịt còn là biểu tượng của sự tan đàn. Vì thế, họ tránh ăn thịt vịt trong những ngày này và cũng tránh luôn cúng các món ăn từ thịt vịt. Thêm nữa, nhiều gia đình có thói quen ăn vịt luộc chấm với nước mắm tỏi ớt.
Mặc dù tỏi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và được sử dụng trong rất nhiều món ăn khác nhau, tuy nhiên với món từ thịt vịt thì cô bác nhất định không nên cho thêm tỏi dưới bất cứ dạng nào. Theo đông y, tỏi có tính nóng là gia vị đại nhiệt, trong khi đó thịt vịt lại tính hàn. Sự kết hợp giữa thịt vịt và tỏi là rất đại kỵ. Nó ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và đường ruột của cơ thể. Cũng nhớ là không nên ăn thịt vịt cùng với trứng gà vì có thể làm tổn hại đến nguyên khí trong cơ thể. Bên cạnh đó, thịt vịt mang lại tính hàn, nên những người có hệ tuần hoàn kém lâu ngày làm suy yếu các cơ quan khác như hệ tiêu hóa, thận, hệ thống miễn dịch cũng không nên ăn nhiều, nếu không muốn cơ thể càng dễ bị nhiễm lạnh hơn. Khi bị ho thì những thực phẩm đầu tiên cần kiêng là chất tanh, vì gây khó thở, mùi tanh sẽ sinh ra kích ứng, gây ra ho. Do vậy, thịt vịt là một trong những thực phẩm chống chỉ định khi bị ho. Ngoài ra, những người mắc bệnh gút không nên ăn thịt vịt, vì trong thịt vịt có lượng purin cao, có thể làm tăng cao axit uric trong cơ thể. Món ăn thứ hai cấm bày trên bàn thờ chính là tôm. Nghe đến đây, có lẽ nhiều cô bác còn bán tín bán nghi vì có khi mỗi lần làm cơm cúng giỗ lại đều có một đĩa tôm rán hoặc hấp để bày lên bàn thờ thắp hương. Thế mà nay, chương trình nói tôm cấm kỵ bày lên bàn thờ thì thật vừa lo vừa tò mò. Không biết nguyên nhân vì sao? Đúng là tôm là loại hải sản được nhiều người yêu thích. Việc bày biện tôm lên mâm cỗ cũng rất bắt mắt. Tuy nhiên, quan niệm cúng tôm hay không cúng tôm lại tùy thuộc vào vùng miền. Với người miền Bắc, họ thường bày tôm trên bàn cúng vừa ngon, sang trọng, lại đẹp. Thế nhưng, người miền Trung và miền Nam có quan niệm khác hoàn toàn. Họ kiêng ăn tôm trong những ngày quan trọng nhất, đặc biệt là năm mới, bởi quan niệm tôm đi giật lùi. Nếu ăn tôm, sẽ khiến mọi hoạt động của gia đình năm mới không thể tiến lên, cứ mãi thụt lùi, toàn đón nhận xui xẻo. Chính vì thế, người miền Nam cũng không cúng tôm trong năm mới. Còn về mặt sức khỏe, mặc dù hàm lượng chất dinh dưỡng trong tôm rất cao, tuy nhiên ăn nhiều quá sẽ dẫn đến thừa chất và mang lại nhiều tác hại đối với cơ thể, nhất là trong những ngày lễ Tết. Làm cơm cúng thường, món tôm sẽ được làm nhiều hơn và được mọi người yêu thích, ăn cùng nhiều thịt cá bổ khác, nên sẽ gây thừa chất nguy hại cho sức khỏe. Chưa kể, nhiều người còn cho rằng vỏ tôm chứa nhiều canxi nên cứ ăn lấy ăn để. Nhưng theo các chuyên gia, thực chất thành phần chủ yếu cấu tạo nên vỏ tôm không phải là canxi mà là kitin trong thịt tôm mới có chứa nhiều canxi. Ngoài ra, một số loại tôm có vỏ cứng rất khó tiêu. Bởi vậy, tuyệt đối không được cho trẻ nhỏ hay người già ăn vỏ tôm để tránh bị hóc thêm nữa. Loại tôm chứa chất thải của quá trình tiêu hóa ở trong đầu của chúng. Đây cũng là nơi chứa nhiều kim loại nặng. Chính vì thế, cô bác không nên ăn đầu tôm, đặc biệt là mẹ bầu. Nếu mẹ bầu ăn đầu tôm, sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm kim loại nặng, dẫn tới nguy cơ sẩy thai hoặc thai nhi sinh ra có dị tật. Bên cạnh đó, cô bác cũng không nên ăn đường chỉ trên lưng tôm. Đường chỉ trên lưng tôm chỉ được sử dụng như trong đường tiêu hóa có chứa các cơ quan tiêu hóa của loài này. Khi sơ chế tôm, hãy loại bỏ cả đường chỉ trên lưng tôm và đầu tôm để món ăn được vệ sinh hơn. Cuối cùng, những người đang bị ho, đau mắt đỏ, người có hàm lượng cholesterol cao, người đang có triệu chứng viêm cũng không nên ăn tôm, nếu không muốn tình trạng bệnh trở thêm nặng. Món ăn thứ ba cấm bày trên bàn thờ chính là món mực. Cô bác ở đây có thích ăn mực không ạ? Như gia đình tôi rất hay ăn mực. Tuy nhiên, dù có thèm đến đâu thì bố mẹ tôi cũng không bao giờ mua mực vào ngày mùng 1 vì sợ mực biểu tượng cho sự xui xẻo, đen đủi. Ăn mực mùng 1 thì cả tháng lại đen như mực. Dẫu biết mực là món hải sản được rất nhiều người yêu thích vì hương vị tươi ngon, dai giòn, hấp dẫn,
Mực được chế biến thành nhiều món ăn như hấp, nướng, xào, luộc. Tuy nhiên, nó lại là món cứng đầu trong danh sách mà phần lớn mọi người kiêng hay đặt lên mâm cỗ cúng trong các ngày Tết. Đen như mực là quan niệm có lâu đời nên nhiều người tránh ăn mực vào đầu tháng âm lịch hoặc đầu năm mới vì lo lắng cả tháng cả năm sẽ không đem lại may mắn suôn sẻ. Thậm chí một số người còn tránh ăn mực vào những ngày quan trọng như thi cử, đi làm ăn. Hơn nữa, mực cũng là món ăn có vị tanh hơn các thực phẩm khác nên nhiều người kiêng không cúng, sợ ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh trên ban thờ. Cho nên ngày mùng 1 hay rằm hoặc bất kể những hôm có dỗ mà cần làm thắp hương, cô bác tuyệt đối đừng dại mà đặt mực lên ban thờ thắp hương nhé. Còn về mặt sức khỏe, theo các chuyên gia, khi ăn mực là chúng ta đang ăn phải hải sản đã bị nhiễm kim loại nặng như chì, crom, thủy ngân. Đây là các chất có trong nước thải của nhà máy. Người ăn sẽ gián tiếp tích lũy các kim loại nặng này vào trong cơ thể. Trẻ nhỏ thường có nguy cơ cao hơn nếu tích lũy quá nhiều. Trẻ sẽ có nguy cơ giảm IQ, mắc bệnh tim, ung thư gan, dị ứng. Ngoài ra, do dư crom hay nguy cơ suy thận và gan do thủy ngân. Chính vì thế nên hạn chế ăn mực và các loại hải sản ngoài biển, tránh cơ thể bị nhiễm kim loại quá nhiều sẽ sinh ra bệnh tật có ngày thọ non đấy ạ. Quý vị thân mến, nhiều gia đình đang rất quan tâm đến việc thờ cúng tổ tiên. Trong số đó, việc tìm hiểu rõ những loại quả không nên thắp hương bài trí trên bàn thờ là một điều vô cùng quan trọng. Cô bác đã biết hết những loại quả không nên dùng để thắp hương trong các dịp lễ cúng ý nghĩa trong năm hay chưa? Cô bác có biết mùng 1 nên thắp hương quả gì hay không? Cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu nhanh lĩnh vực này qua bài viết được chia sẻ dưới đây nhé. Thứ nhất, hoa quả giả. Quan niệm tâm linh của người Việt từ bao đời nay luôn lựa chọn những loại trái cây tươi vừa mới hái xuống chưa lâu để dâng lên thắp hương tổ tiên vào những ngày quan trọng trong tháng như mùng 1, rằm. Thứ nhất là để bày tỏ lòng hiếu kính tri ân các đấng tiền nhân xưa. Hai là hoa quả tươi sẽ mang những ý nghĩa tích cực, tốt lành đến cho gia chủ. Việc sử dụng hoa quả giả vừa thể hiện sự không tôn trọng đối với gia tiên, lại vừa dễ ảnh hưởng xấu đến phong thủy gia đạo. Thứ hai, trái cây đã chín nẫu. Để cho không gian thờ phụng luôn giữ được sự tôn nghiêm, không bị ô uế, cần tránh lựa chọn các loại trái cây đã chín nẫu dâng hương tôn lên bàn thờ. Vì trái cây chín quá sẽ rất nhanh hư, thu hút nhiều loại côn trùng thường xuyên lui tới. Song song đó, gia chủ nên lựa chọn những loại trái cây tươi vừa chín tới, không vết thâm là đẹp nhất. Thứ ba, những loại hoa quả có gai sắc nhọn. Ngày nay, việc chọn trái cây dâng hương thờ phụng của nhiều gia đình đã có phần thoáng hơn trước. Một số gia chủ còn lựa chọn các loại hoa quả có gai sắc nhọn để dâng cúng. Điều đó không hoàn toàn sai. Tuy nhiên cũng nên cần hạn chế việc sử dụng vì nhiều quan niệm phong thủy vẫn thường cho rằng việc thờ cúng dâng lên cho tổ tiên các loại trái này sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng trong gia đình. Đồng thời, chuyện làm ăn hay gia đạo có thể không được thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều trắc trở. Thứ tư, loại hoa quả có mùi nồng. Bàn thờ là nơi chốn trang nghiêm, vì thế nếu dâng các loại trái cây có mùi nồng để thờ phụng như sầu riêng, mít, hương thơm đậm từ các loại trái cây này khi lan ra sẽ không phù hợp cho những chỗ linh thiêng. Do vậy, một trong những gợi ý thích hợp nhất chính là gia chủ nên lựa chọn các loại trái cây có mùi thơm nhẹ, dễ chịu để bài trí cho không gian thờ cúng, bàn thờ tổ tiên, thần linh. Thứ năm, loại quả mọc sát với mặt đất. Để bày tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên, sự tôn trọng với những người đã khuất,
gia chủ không nên lựa chọn các loại quả mọc sát với mặt đất như thanh trà, cà chua để tôn lên bàn thờ. Vì đây là những loại quả không nên thắp hương, bài trí thờ cúng, đặc biệt là vào các dịp mùng 1, rằm quan trọng trong tháng. Thay vào đó, gia chủ có thể lựa chọn các quả như xoài, đu đủ, cam. Thứ 6, trái cây bị méo mó. Trái cây được lựa chọn dâng cúng phải là loại trái tròn, đẹp, hạn chế những loại trái cây đã bị méo mó, có nhiều vết dần. Vì theo nhiều quan niệm phong thủy, khi dâng cúng những loại quả này sẽ ảnh hưởng đến vận may gia đình, đôi khi nhận phải những nguồn năng lượng không mấy tốt đẹp. Vậy những loại hoa quả nào cô bác nên lựa chọn để thắp hương ngày rằm mùng 1? Quả táo. Một trong những loại trái cây được nhiều gia đình lựa chọn để thắp hương trong ngày mùng 1 rằm không thể không kể đến chính là táo. Quả táo luôn có màu sắc tươi sáng, rất đẹp, lại mang nhiều ý nghĩa tốt lành cho gia đạo. Đồng thời, theo quan niệm phong thủy, quả táo còn là loại quả biểu trưng cho sự hòa hợp, yên bình của gia đình hạnh phúc. Quả dứa. Quả dứa có thắp hương được không? Câu trả lời là có. Quả dứa hay còn gọi là quả thơm, thường có mùi hương nhẹ nhàng, thanh tao, rất thích hợp để bài trí trong mâm cúng lễ. Đây là loại quả không chỉ được các gia chủ sử dụng trong các ngày rằm mùng 1 của tháng, mà còn những dịp quan trọng hơn như lễ Tết, dỗ kỵ. Quả cam. Nhiều người thường quan niệm rằng nếu lựa chọn quả cam để dâng cúng tổ tiên, thần linh thì sẽ được xem như lễ vật thay cho lời gửi gắm, cầu nguyện gia đình hòa thuận, vạn sự hanh thông của gia chủ đến với gia tiên, các bậc tiền nhân đi trước. Đồng thời, quả cam còn có mùi hương nhẹ, để được lâu, dễ dàng tìm thấy. Vì vậy mà ngày nay, cam không còn là loại trái quá xa lạ đối với nhiều gia đình. Đây được xem là một trong những loại trái dùng khá nhiều trong mâm quả, dùng để tôn lên bàn thờ vào các ngày đặc biệt. Quả chuối. Nếu phải điểm danh về tên những loại quả được hầu hết người dân từ nhiều vùng miền khác nhau lựa chọn để dâng hương thì không thể để sót mất tên chuối. Quả chuối là loại quả thường được nhìn thấy nhiều nhất trên ban thờ gia tiên của nhiều gia đình. Với ý nghĩa phong thủy, thu hút, ngoại trừ việc mong muốn thu hút tài lộc về cho gia đình thì gia chủ cũng nên lưu ý hạn chế dùng chuối trong các dịp tảo mộ hoặc trong tháng cô hồn để tránh tình trạng mời phải những vị khách lạ không nên. Quả bòng, bưởi. Từ xưa, quả bưởi được nhiều gia đình lựa chọn để dâng cúng trên ban thờ cầu xin lộc về con cái. Lý do có thể vì trong tiếng Hán, từ bưởi và từ con trai có phát âm tương tự gần giống nhau. Không những vậy, đây còn là loại quả có hình dáng đẹp mắt. Việc dùng bưởi để bài trí trong mâm quả cúng gia tiên sẽ rất thích hợp, tôn lên được sự linh thiêng của không gian thờ phụng. Trên đây là thông tin về những loại quả không nên và nên thắp hương vào ngày rằm mùng 1 mà Tinh Hoa Cuộc Sống chia sẻ đến cô bác. Hy vọng qua đây có thể giúp quý cô bác lựa chọn được loại trái cây phù hợp nhất để dâng cúng ban thờ gia tiên, thần linh. Một số lưu ý quan trọng khi thắp hương lên ban thờ gia tiên. Từ trước đến nay, nghi thức thắp hương lên ban thờ gia tiên vẫn luôn là một trong những nét văn hóa quan trọng được nhiều người đề cao. Do đó, nếu bạn không cẩn thận thì dễ mắc phải những điều cấm kỵ, động chạm đến bề trên khiến bạn cùng các thành viên thường gặp phải những điều kém may mắn trong cuộc sống. Một số lưu ý cực kỳ quan trọng khi thắp hương lên ban thờ gia tiên mà bạn cần đặc biệt quan tâm như: luôn thể hiện thái độ thành kính, chân thành với ông bà tổ tiên để cầu mong sự phù hộ, che chở cùng những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình mình. Khi thắp hương, bạn cần phải mặc trang phục kín đáo, lịch sự, tránh mặc những trang phục quá ngắn, bất kính với tổ tiên.
nên tuân thủ những nguyên tắc trong thờ cúng, bao gồm cả việc nên trưng gì và không nên trưng gì trên bàn thờ. Thường xuyên lau chùi, vệ sinh bàn thờ sạch sẽ. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận để tránh làm xê dịch bát hương trên bàn thờ. Không nên nói to hoặc cười đùa ở những nơi thờ cúng linh thiêng để tránh mạo phạm bề trên. Và trong phần tiếp theo, Tinh Hoa Cuộc Sống muốn gửi tới quý cô bác về đôi lời Phật dạy. Lời Phật dạy về may mắn nhắc nhở chúng ta tùy hoàn cảnh mà thích nghi. Nhưng dù thế nào cũng phải chăm chỉ tích đức, hành thiện vì chẳng ai đoán biết được khi nào mình hết phúc lộc đang có. Lời Phật dạy về may mắn. Có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán vẫn liên tục phát lộc phát tài, gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót. Và chúng ta thường thốt lên rằng quả là những người may mắn. Và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống? Tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ, không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước, là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng mỗi người sinh ra đều có sẵn một ruộng phước riêng. Có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi. Có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người vương giả, sống giàu có. Nếu họ biết chăm bẵm cho ruộng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái phước lộc đang có mà không tu bổ thì ruộng phước ngày càng hoang tàn, sơ sát, tiêu điều. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì ruộng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Còn người có phúc phận nghèo nàn thì ruộng phước nhỏ lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước đó là họ dù chăm chỉ, thông minh nhưng cũng vẫn phải vất vả khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng nếu họ không nề hà việc vất vả mà tìm cách cày xới, làm cho ruộng mình màu mỡ thì tuy không thuận lợi như người ta nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy, ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được nếu chúng ta biết cách. Cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới đậu. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới. Nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Không ít tấm gương của những doanh nhân xuất phát từ cuộc đời cơ cực, ruộng phước nghèo nàn, nhưng họ đã tự mình vươn lên để có cuộc sống giàu có, sung túc mà ít ai sánh được, như tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành với khối tài sản ước tính 29,4 tỷ USD năm 2020, hay Chu Quần Phi, nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới với giá trị tài sản lên đến hơn 15 tỷ USD tính đến cuối năm 2020. Thế mới thấy, phải không ngừng nỗ lực thì mới có được may mắn, mới thay đổi cuộc sống. Nhưng điều đó cần cả một quyết tâm vô cùng lớn lao để vượt qua hoàn cảnh thực tại. Thực tế là có không ít người đi đường tắt bằng cách làm giàu nhanh, bất chính, nhưng ruộng phước của họ thì lại khô cằn. Thế nên tài sản của cải kiếm được đó rồi cũng sẽ trôi xuống sông, xuống bể. Cuối cùng, những thứ mình cướp được từ người khác sẽ mất sạch. Khi chưa gặp may mắn, hãy biết đủ.
đâu phải cứ oán thán, tức giận với những gì mình không vui, không hài lòng mà có thể thay đổi được tình hình. Thế nên, trước tiên bạn phải biết đủ để tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm an. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn nhận mọi việc mới sáng tỏ. Nếu không, chúng ta sẽ có xu hướng ghen tị với những người có cuộc sống thuận lợi hơn mình, từ đó chỉ gieo thêm nghiệp xấu, càng đánh mất phước đức ít ỏi của bản thân đang có. Bạn cần hiểu rằng hiện tại phúc của mình chỉ chừng đó, đừng nên tham lam. Còn muốn gia tăng phước đức thì học tập theo lời Phật dạy về cách có được may mắn để kiên trì thực hiện từng bước thay đổi tương lai của mình xem sao. Hãy luôn ý thức rằng phải làm nhiều việc tốt, phải giúp đỡ nhiều người xung quanh mình hơn là chỉ cố gắng tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Cứ tích lũy dần với niềm tin rằng khi có phước thì thực hiện việc gì cũng hanh thông, thuận lợi cả. Một người luôn nghĩ điều tốt, điều thiện, từ bi, nghĩ về đạo đức là do phước. Trong từng ngày của đời sống, ta đều giữ gìn tâm hạnh kỹ lưỡng. Từ nhân quả, nó tạo nguồn tư tưởng tốt trong tâm, lời nói tốt, hành vi tốt, rồi phước cứ tăng dần mà đi lên. Lời Phật dạy về may mắn thức tỉnh cho ta hiểu rằng, nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc sống này đó là tích đức, hành thiện, vì chúng có thể bên ta bất cứ nơi đâu, chết cũng có thể mang đi. Mục tiêu cuộc sống không nên chỉ là kiếm tiền, vì tiền có rồi cũng sẽ mất, không thể mang theo sang thế giới bên kia. Giống như người nhà Phật từng ví rằng, nếu chỉ chạy theo tiền bạc, châu báu, ngọc ngà thì chẳng khác nào đem đức quý giá của mình để đổi thành đống phế liệu ở không gian khác. Đã may mắn rồi thì cũng hãy thận trọng. Lời Phật dạy về may mắn giúp ta nhận ra rằng, dù bạn gặp nhiều may mắn hơn người khác thì cũng đừng vội mừng. Bạn cần hiểu rằng mình cũng như những người ít phước ngoài kia, vẫn phải chăm bẵm ruộng phước của mình. Nếu không thì nó cũng sẽ hết đi lúc nào không hay. Nhất là đang có điều kiện tốt thì lại càng dễ vì cám dỗ mà đánh mất phước lộc. Vì cuộc sống thuận lợi là tác nhân khiến bạn dễ sinh tâm ngạo mạn, hay xem thường những người xung quanh, những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình. Từ đó rất dễ tạo những điều xấu ác như ức hiếp người, gieo khẩu nghiệp. Không ít người tự mãn với cuộc sống của mình rồi quay sang mắng chửi, xúc phạm người khác. Và đôi khi, để giữ vị thế giàu có, họ còn có thể làm những điều bất chính trong kinh doanh, thậm chí là vi phạm pháp luật. Thế mới nói, người gặp toàn chuyện may có khi lại là cái họa tiềm ẩn khi mà họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tu tâm. Đó là khi ruộng phước của họ dần úa tàn. Họ cứ tưởng những gì họ nhận được là đương nhiên, nên chẳng cần học hỏi, cải thiện cuộc sống, tích đức, hành thiện nữa, vì cuộc đời của mình đã sung sướng lắm rồi. Không những thế, họ bắt đầu sinh ra nhàn cư vi bất thiện, chạy theo những khoái lạc mà gây tạo nghiệp, ăn uống thừa thãi, chi tiêu hoang phí. Con cái cũng theo cái lối sống đó mà rất dễ hư hỏng, khó dạy bảo. Đừng nghĩ rằng mình may mắn thì điều đó sẽ kéo dài mãi. Không vun đắp, nuôi dưỡng thêm thì thật ra phước đã bị tổn quá nhiều. Nghiệp tội tạo ra ngày càng lớn. Chính điều này sẽ làm cho bạn bị sụp đổ sau đó và thậm chí rơi xuống đáy của xã hội. Thực tế đang diễn ra là những người trúng số giàu lên nhanh chóng và sau 2-3 năm họ quay về con số 0. Thậm chí có người trở thành vô gia cư, phải đi xin thức ăn, tiền bạc, sống qua ngày. Vậy là xem đến đây, cô bác đã biết được 6 món ăn may mắn và 3 món ăn cấm bày trên ban thờ rước bệnh tật ung thư về nhà, hại cả nhà có ngày thọ non. Hy vọng qua video ngày hôm nay, cô bác chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức sống lành mạnh để giúp không chỉ là mình và cả những người thân yêu trong gia đình cùng sống vui khỏe mỗi ngày nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác
vào những video tiếp theo.